Nam Thư hào quang đến muộn nhờ chuyển sang diễn hài, chia tay người yêu 6 năm chỉ trong 3 phút. Nam Thư sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Trước đây Nam Thư vốn là một diễn viên điện ảnh, nhưng không được nhiều khán giả nhớ mặt biết tên. Mãi đến khi nữ diễn viên tham gia chương trình Hài Xuyên Việt thì mới để lại ấn tượng. Những ngày qua, cái tên Nam Thư bỗng chốc gây xôn xao với nhiều khán giả xem truyền hình bởi sự kiện cô thay thế MC Cát Tường dẫn dắt chương trình thực tế Bạn Muốn Hẹn Hò. Cụ thể mới đây nhất ở số 489, diễn viên hài Nam Thư bất ngờ thay thế người tiền nhiệm là MC Cát Tường, pha nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Phần đông khán giả khẳng định Nam Thư kém duyên, pha những miếng hài nhưng tạo cảm giác khó chịu chứ không gây cười. Trước những phản ứng của khán giả, phía Nam Thư chính thức lên tiếng phản hồi. Nữ diễn viên Thập Tứ Cô Nương khẳng định, sự xuất hiện của Nam Thư trong Bạn Muốn Hẹn Hò là yêu cầu từ đơn vị nắm format gốc của chương trình. Nam Thư cho biết, cô không phải là người thay thế, mà chỉ là một nhân tố mới, bổ sung thêm để có thể mang đến màu sắc độc đáo cho chương trình. Sau sự việc, Nam Thư cho biết bản thân cảm thấy khá buồn khi đọc được những bình luận tiêu cực từ phía khán giả. Bản thân Nam Thư đã lường trước được vấn đề phản ứng từ phía khán giả. Tuy nhiên, cô vẫn gặp phải rất nhiều áp lực. Nam Thư cho rằng bản thân đã cố gắng thay đổi rất nhiều khi đảm nhận vị trí mới tại Bạn Muốn Hẹn Hò. Theo đó, cô đã cố gắng tiết chế bản thân trở nên dịu dàng và nữ tính hơn rất nhiều. Nam Thư cũng mong muốn khán giả hãy dành thêm thời gian để nhìn nhận khả năng cũng như những cố gắng của cô trong thời gian sắp tới. Nam Thư sinh năm 1987, sinh ra tại Vũng Tàu, tên thật là Trần Nam Thư. Cô được nhiều khán giả biết đến biệt danh là Kiều Nữ Làng Hài. Nam Thư sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Trước đây Nam Thư vốn là một diễn viên điện ảnh nhưng không được nhiều khán giả nhớ mặt. Mãi đến khi nữ diễn viên tham gia chương trình Hài Xuyên Việt mới để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều người. Nam Thư được biết đến là bạn học cùng lớp với MC Trấn Thành, diễn viên Lê Bê La. Trong khi bạn học nổi tiếng nhiều năm nhưng Nam Thư đang là diễn viên chưa có nhiều tên tuổi tại sân khấu Nụ Cười Mới. Năm 2015, Nam Thư đăng ký tham gia chương trình Cười Xuyên Việt để lại nhiều dấu ấn với tiểu phẩm hài Đòi Nợ. Trong tiết mục dự thi của mình, Nam Thư khéo léo chọn nội dung phản ánh đúng vấn đề xã hội bấy giờ. Đó là nạn đa cấp kết hợp trò quay số lô tô. Chính sự khéo léo lồng ghép của Nam Thư đã khiến khán giả thích thú và dần nhớ mặt nhớ tên Nam Thư. Không những vậy, tiểu phẩm này của Nam Thư còn được ban giám khảo đánh giá cao về kỹ thuật diễn lẫn nội dung. Sau ít ngày phát sóng, tiểu phẩm này đạt gần 2 triệu lượt xem và gần 1 triệu lượt bình luận, nhanh chóng đưa cái tên Nam Thư đến gần với công chúng hơn. Cũng từ đó, ekip cuộc thi Cười Xuyên Việt tự phong cho Nam Thư là Kiều Nữ Làng Hài, một cái tên đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động nghệ thuật của cô. Tích cực hoạt động nghệ thuật, Nam Thư dừng góp mặt trong các live show hài của Chí Tài, Hoài Linh, Cát Phượng, tham gia đóng phim hay diễn tại sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Kể từ đây, sự nghiệp của Nam Thư ngày một phát triển. Năm 2018, Nam Thư dùng số tiền tích góp tự tay xây dựng dự án mới trên kính kênh YouTube của mình với bộ phim cổ trang Nam Phi Liên Hoàng Kế. Nam Phi Liên Hoàng Kế là một series phim xoay quanh cuộc sống đầy ganh đua và toan tính của các phi tần trong cung. Bên cạnh đó còn có sự khắc nghiệt của Thái Hậu, Thánh Chửi Minh Dự, sự trăng hoa của Hoàng thượng Anh Tú. Không thể phủ nhận rằng bộ phim đem lại tiếng vang lớn khi được đông đảo khán giả đón nhận. Tuy nhiên bộ phim vẫn vấp phải nhiều ý kiến chê trách như nhảm, nhiều phân cảnh vô duyên, nội dung lỗi thời. Luôn khát khao cháy bỏng với nghề, Kiều Nữ Làng Hài tiếp tục mạnh tay thực hiện dự án thứ hai của mình, đó là web drama Thập Tứ Cô Nương, xoay quanh những câu chuyện ân oán trong giới giang hồ. Lần này, tên tuổi của Nam Thư thực sự gây được tiếng vang, khi chỉ vừa công bố trailer vào ngày 8 tháng 2, nhưng đã khiến nhiều người quan tâm với hơn 1,7 triệu lượt xem. Ngoài ra, các tập phim của Thập Tứ Cô Nương hút hàng triệu lượt xem và ngày càng tăng cao. Nam Thư đảm nhận vai nữ chính Thập Tứ trong dự án thứ hai của mình, đó là web drama Thập Tứ Cô Nương. Vừa qua, Nam Thư vinh dự được nút vàng YouTube khi kênh của cô cán mốc 1 triệu thành viên theo dõi sau 11 tháng thành lập. Mới đây, Nam Thư thành lập công ty riêng của mình chuyên hoạt động về lĩnh vực sản xuất âm nhạc và tổ chức sự kiện. Nam Thư từng gây chú ý với chuyện tình đẹp 6 năm kết thúc trong vòng 3 phút. Nhắc đến Nam Thư, nhiều người sẽ nhớ đến câu chuyện tình yêu đẹp với nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên. Những tưởng hạnh phúc sẽ viên mãn sau 6 năm yêu nhau thì cô và bạn trai chính thức chia tay. Chúng tôi yêu nhau 6 năm nhưng chia tay chỉ qua 3 phút điện thoại. Anh gọi nói với tôi, anh thấy em với anh làm sao ấy. Tôi liền bảo em cũng thấy kỳ kỳ, vậy chúng ta thôi ha. Thế là chấm dứt, ai cũng bảo tình yêu của chúng tôi như phim. Nam Thư từng chia sẻ với báo giới về câu chuyện tình yêu của mình. Được biết hiện tại Nam Thư đã có bạn trai mới, nhưng đối với Quách Ngọc Tuyên, cả hai vẫn giữ được tình cảm thân thiết. Những show diễn ở xa, bạn trai không có thời gian đưa đón, Nam Thư vẫn thường nhờ người yêu cũ Quách Ngọc Tuyên chở đi. Nữ diễn viên xinh đẹp cho biết đối với cô, yêu ghét rõ ràng. Một là phủ định, hai là khẳng định chứ không bao giờ có lưng chừng, nửa này nửa kia. Nói về chuyện kết hôn với mối tình 2 năm cùng với anh chàng kỹ sư, Nam Thư cho biết cô muốn công việc được ổn định thì mới tính đến chuyện kết hôn. Chia sẻ về chuyện tình mới của mình, Nam Thư nói,
Cô và bạn trai hiện tại có tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu như cô vui vẻ, tăng động, hành động theo cảm xúc, thì bạn trai cô lại là một người trầm tính và nghiêm túc, luôn đề cao lý lẽ và bằng chứng. Cả hai có tính cách hoàn toàn trái ngược và có thể nhờ như vậy đã khiến cả hai yêu thương và gắn bó với nhau hơn. Mới khóc trên livestream vì mất vị trí MC, Cát Tường đã sang Na Uy du lịch, Lê Phương nói một câu thấm thía. Ra mắt lần đầu năm 2013, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã tạo một làn sóng quan tâm đến đông đảo khán giả truyền hình, một game show dành riêng cho những người độc thân được lên sóng. Trải qua suốt 6 năm, chương trình đã xây duyên cho gần 500 cặp đôi. Đồng hành xuyên suốt cùng chương trình là bộ đôi quen thuộc Quyền Linh Cát Tường. Cả hai được yêu mến bởi lối dẫn duyên dáng và chân thành. Nhiều người hâm mộ còn ưu ái gọi Cát Tường là bà mối quốc dân. Thế nhưng trong tập Bạn Muốn Hẹn Hò mới được phát sóng, vị trí MC nữ là Cát Tường đã bị thay đổi cho Nam Thư. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ vì điều này. Bởi sau 6 năm gắn bó, hình ảnh Cát Tường được cho là thương hiệu của chương trình. Cát Tường đã quen thuộc với chương trình 6 năm, Nam Thư thay thế dẫn Bạn Muốn Hẹn Hò bị chơi tơi bời. Tối 16 tháng 5, trong lúc livestream giao lưu với người hâm mộ, Cát Tường cho biết khi chia tay chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, cô mất đi nguồn thu nhập lớn và phải tìm cách buôn bán, tính chuyện đi hát trở lại. Cô nói, mọi người ơi, Tường không có bỏ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mà là người ta cắt hợp đồng của Tường. Người ta bỏ Tường rồi nên mọi người đừng bỏ Tường nữa. Mấy hôm nay Tường buồn nên Tường đi cầu nguyện khắp mọi nơi. Mọi người nghĩ đi, một chương trình 6 năm tại sao Tường nghỉ được? Nhưng mà Tường không buồn nữa đâu, vì thấy mọi người yêu mến ủng hộ Tường. Mất chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là mình mất đi số tiền ổn định mấy năm nay, mình đang bị chơi với. Nhiều người nói Tường bỏ chương trình đi chơi, nhưng thực sự vì người ta cắt mình mới đi, chứ làm gì có chuyện mình bỏ chương trình. Bây giờ người ta đã thay rồi, mình có nói gì cũng chẳng thay đổi được nữa. Cát Tường vừa chia sẻ vừa rưng rưng nước mắt. Chưa rõ lý do ekip gắn bó suốt 6 năm quyết định thay đổi người dẫn chương trình, nhưng hình ảnh Cát Tường nghẹn ngào nước mắt, chia sẻ nỗi buồn khi phải rời khỏi game show đã đưa mình đến gần hơn với khán giả khiến nhiều người fan xót xa. Cát Tường khóc khi chia sẻ về chuyện không còn dẫn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Sau khi chia sẻ trên livestream, Cát Tường dường như đã lấy lại tinh thần và tiếp tục công việc trong chuyến đi Pháp. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên diễn viên Trung Dũng và một số bạn bè ở Na Uy. Họ cùng nhau tổ chức tiệc ngoài trời nấu nướng, chuẩn bị các món ăn. Phía dưới phần bình luận, diễn viên Lê Thương để lại comment khiến nhiều fan ngưỡng mộ. Chị đi chơi vui nhen, chuyện gì cũng có nhân duyên của nó, rồi chị sẽ gặp điều mới tốt đẹp hơn. Cát Tường chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ chân thành động viên đàn chị. Nữ MC từng giành giải Mai Vàng vui vẻ đăng ảnh chụp cùng Trung Dũng tại Pháp. Cát Tường dường như đã lấy lại được tinh thần. Cát Tường và bạn bè tổ chức tiệc ngoài trời vui vẻ. Có tâm như trứng thành, chỉ dìm hàng sau việc thôi mà đầu tư rất công phu. Nam nghệ sĩ hài này rất đầu tư trong việc tìm các khoảnh khắc giống nhau hay tương đồng giữa các đồng nghiệp để trêu ghẹo họ. Chắc chắn mọi người sẽ càng ngưỡng mộ sự đầu tư của ông xã Hari Won khi thấy anh tìm ra những khoảnh khắc chẳng ai nghĩ ra để trêu ghẹo các đồng nghiệp. Mới đây nhất trên trang cá nhân, Trấn Thành vừa chia sẻ hàng loạt bức ảnh ghép do chính tay mình thực hiện. Anh cho hay, thời niên thiếu của các ngôi sao, just for fun, xin đừng quá căng thẳng nha. Theo đó, hàng loạt các nghệ sĩ lớn nhỏ trong showbiz Việt đã được nam MC ghép chung mảnh với nhau, xoay quanh một số nét tương đồng như góc mặt, kiểu tóc, biểu cảm nhằm trêu ghẹo mọi người. Các fan sơn tùng MTB sẽ cảm thấy như thế nào khi xem xong bức ảnh thần tượng của mình được liên tưởng hài hước làm bản sao của nghệ sĩ Trường Vũ lúc còn trẻ? Mái tóc chảy phồng, đôi môi hờ hững của Kevin Khánh được ghép đôi với Vũ Hà. Trấn Thành cực đầu tư trong phần ghép ảnh Lê Giang với Angela Phương Trinh. Từ góc chụp thẳng đến nghiêng, mái tóc và đặc biệt anh còn tự tay chấm thêm nút ruồi để không thiếu chi tiết nào giữa hai mỹ nhân. Như nhận xét lầy lội, khi nhờ bức ảnh này mà họ nhận ra nét phu thê giữa Trịnh Thăng Bình và Vũ Cát Tường. Trịnh Thăng Bình có nét giống gì với Thái Hòa chăng? Đến cả má ngọc dầu cũng không được buông tha, nụ cười vui vẻ của nữ nghệ sĩ đã được ghép đôi với khuôn mặt đang ở biểu cảm hào hứng của bé Tin Tin. Lan Khuê và diễn viên hài Duy Khương giống như hai chị em. Có lẽ khi nhân vật chính được xem bức ảnh này cũng cười ra nước mắt. Bạn nghĩ sao về diễn viên Anh Đức
câu nói quen thuộc mà Trấn Thành dành cho cậu bạn thân và chắc chắn trong những lần dìm hàng như thế này thì nam diễn viên không thể thiếu vắng. BB Trần liệu có nam tính được như Quốc Bình? Từ nụ cười mỉm tư rối của Ngọc Sơn làm cho Trấn Thành nghĩ ngay đến Trung Phạm. Hoa hậu Thu Hoài trong một lần diện mái tóc ngắn trở thành chủ đề để bị gán ghép ngay với nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Nhìn kỹ thì diện mạo của Hải Triều cũng có phần hao hao giống nghệ sĩ Mạnh Dung. Nghệ sĩ Công nên được đầu tư thêm nước ruồi để ghép đôi với Kiều Minh Tuấn. Hiện tại những hình ảnh hài hước này được nhận rất nhiều sự tương tác của khán giả.